Tiểu sử nhà thơ Nguyên Sa, tác giả nổi tiếng Áo lụa Hà Đông và mối tình son sắt với người vợ xinh đẹp. Thập niên 1950-60, tại Sài Gòn, khi thi ca miền Nam vẫn còn mang đậm không khí của thời tiền chiến, với lời thơ lãng mạn và trau chuốt như em đẹp bàn tay ngón thon thon, mắt xanh là bóng chiều hoang dại, em đi áo mỏng buông hờn tuổi, em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt tay, thì có một thi sĩ mới mang bút Nguyên Sa, lại dẫn các con chó ốm, con mèo ngái ngủ, con cá ương vào gia nhập cuộc chơi. Những hình ảnh đó được Nguyên Sa ghi trong một bài thơ có tựa đề là Nga, viết cho cô bạn học tên là Thúy Nga, người sau đó trở thành vợ ông. Và em sẽ cười phải không em? Em sẽ không buồn như một con chó ốm, như con mèo ngái ngủ trên tay anh, đôi mắt cá ươm như sắp sửa xe mình, để anh dẫn sao chả là nước biển. Thi sĩ Nguyễn Sa, tên thật là Trần Bích Lan, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1932 tại Hà Nội, là nhà thơ, nhà báo và là một nhà giáo sư triết học nổi tiếng của Sài Gòn trước năm 75. Trước đó vào năm 1949, ông du học bên Pháp và ở tại Rovin. Năm 1953, ông đậu tú tài Pháp và lên Paris để ghi danh học triết học Đại học Sorbonne. Thời gian du học ở Pháp, có nhiều buổi chia ly đã trở thành nguồn cảm hứng để Nguyên Sa viết thành các bài thơ được phổ thành bài hát nổi tiếng là Mai Tôi Đi, Nhạc sĩ Anh Bằng, Paris Có Gì Lạ Không Em, Nhạc sĩ Ngô Thị Miên, Tiễn Biệt, Nhạc sĩ Song Ngọc phổ thành bài hát Tiễn Đưa. Bút danh Nguyên Sa được ông sử dụng ngay trong những ngày đầu làm thơ ở Pháp, với ý nghĩa là ông tự cho rằng mình chỉ là một con số không, như là một hạt cát nguyên sơ, sa nghĩa là cát. Ngày 17 tháng 12 năm 1955, Nguyên Sa lập gia đình với bà Trịnh Thúy Nga ở Paris. Chỉ trước khi về nước có vài ngày, ông giải thích rằng phải làm đám cưới để có thể cùng nhau hồi hương được thuận tiện hơn. Về sinh sống ở Sài Gòn, ông là giáo sư Trần Bích Lan, dạy môn triết tại trường Trung học Chu Văn An, trường Đại học Văn khoa Sài Gòn và nhiều trường tư thục khác là Văn Lan, Nguyễn Bá Tông, Hưng Đạo, Thủ Khoa, Thượng Hiền, Võ Trường Toản. Ngoài ra, ông và vợ cũng mở hai trường tư thục là Văn Học và Văn Khôi. Trước đó, Trần Bích Lan cũng có dạy môn Pháp Văn, nhưng sau này bỏ dạy ngoại ngữ, chỉ chuyên tâm dạy triết. Không những nổi tiếng về dạy học, Nguyên Sa còn nổi tiếng nhờ những bài thơ tự do, thơ tám chữ đăng trên tờ Gió Mới của Hội Giáo Chức Từ các năm 1958. Nổi tiếng nhất là Áo lụa Hà Đông, sáng tác năm 1957. Năm 1960, Nguyên Sa chủ trương thực hiện tạp chí Hiện Đại, là một trong ba tạp chí sáng tác hàng đầu của văn học miền Nam, là Sáng Tạo, Hiện Đại và Thế Kỷ 20. Nguyên Sa có bút danh khi viết báo là Hư Trúc, dựa theo tên thật nổi tiếng trong tiểu thuyết Kim Dung. Khi lấy bút danh này, ông nói rằng Hư Trúc trong tiểu thuyết không phải là một nhà tu hành nghiêm túc, là một người có hai bản ngã, có hai cuộc đời. Ban ngày thì sống cuộc đời tu hành nghiêm chỉnh, giữ vững đạo hạnh, nhưng đêm về lại là người vô thức, với những giấc mơ, trở thành kẻ đản tử, với những chuyện tình ái, truy hoang. Cũng giống như giáo sư Trần Bích Lan, tức thi sĩ Nguyên Sa, cũng sống với hai phận đời. Một mặt, ông một nhà giáo khoác lên cái áo, rất mô phạm, kép mình vào khuôn khổ, vào kỷ luật đạo đức học đường chi phối vô thức, làm ông bị lôi cuốn như phần đời vô thức của Hư Trúc. Ở khía cạnh khác, ông lại là một thi sĩ lãng mạn, một nhà báo sắc sảo. Có thể nói, vào thập niên 1950, khi làm thơ miền Nam vẫn còn mang đậm không khí của thời tiền chiến, thì những câu thơ tự do phóng khoáng của Nguyên Sa mang từ Pháp trở về đã làm thay đổi sự cảm nhận thi ca của đa số thanh niên miền Nam thời đó. Với phương pháp làm thơ, Nguyên Sa có thuyết riêng, với quan niệm cho rằng nếu bài thơ có vần luôn luôn thực xác và chặt chẽ thì sẽ sinh ra nhàm chán. Vần thơ không cần xác hẳn, thậm chí lạc vận, nhưng nếu biết sử dụng đúng cách, đúng chỗ, vẫn ra một bài thơ hay. Tôi nhiều khi thêm một chút trắc trở ở một chỗ nào đó trong hai câu để cho nền âm thanh có kiến trúc đủ chặt chẽ, để cho những âm bằng có đủ hỗ trợ bay lượn trong những không gian riêng, làm thành phối hợp khác lạ. Nhà báo Mật Lâm có những nhận định rất hay về thơ của Nguyên Sa thời kỳ thập niên 1960 như sau. Thơ Nguyên Sa nhanh chóng tràn vào từng lớp học, nơi trái tim học trò đập những nhịp điệu đầu tiên của tình yêu. Nguyên Sa yêu và chia sẻ cách yêu của mình qua kinh nghiệm,
một chàng trai có những thời khắc tuyệt vời tại Pháp, thủ đô của tình yêu trai gái, thủ đô của những dòng thơ trác tuyệt, từ một thời là bệ phóng cho hàng trăm thi tài thế giới. Nguyên Sa đem cái hồn phách của châu Âu tái sinh sau khi Thế chiến thứ hai chấm dứt về Sài Gòn và nhanh chóng chiếm trọn sự cổ vũ nồng nhiệt của sinh viên học sinh. Ông đem ánh đèn vàng Paris, nơi có những nhà ga, là nguồn cảm hứng vô tận cho những cuộc chia tay. Ông mang hơi hám của sông Sydney về lại Sài Gòn, nơi mà nhiều thế hệ thanh niên chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Pháp. Đặc biệt có lẽ nhà thơ Nguyên Sa đã có sẵn nhiều nhạc tính nên đã đi vào âm nhạc một cách tự nhiên. Các nhạc sĩ không cần phải sửa chữa quá nhiều câu chữ trong bài thơ khi phổ thành nhạc. Những bài hát nổi tiếng nhất được phổ từ thơ Nguyên Sa là Áo Lụa Hà Đông, Tuổi 13, Paris Có Gì Lạ Không Em, Tình Khúc Tháng 6 của Ngô Thị Miên, Nếu Văn Anh, Mai Tôi Đi của Anh Bằng, Tháng 6 Trời Mưa, Cần Thiết của Hoàng Thanh Tâm, Vết Sâu của Phạm Duy, Mạo Kỷ Niệm của Phạm Đình Chương, Tiễn Đưa của Song Ngọc. Có lẽ như là một định mệnh, thơ của Nguyên Sa từng gắn liền với nhạc của Ngô Thị Miên và ngược lại, nhạc sĩ Ngô Thị Miên từng nói về sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc này như sau. Tôi đến với thơ Nguyên Sa không từ một chọn lựa mà vì tôi đã nhìn thấy mình trong thơ của ông, đã nghe những rung động thầm kín nhất của tuổi trẻ mình được ông tạo nên bằng những lời thơ ngọt ngào, tình tứ tươi mát. Cũng như bao nhiêu anh em thanh niên sinh viên học sinh của thập niên 60, tôi yêu và thuộc không ít thơ của ông. Chúng tôi không có liên hệ gì ngoài sự cảm thông của hai con người cùng yêu nghệ thuật. Nói rõ hơn, tôi chỉ là một trong hàng triệu người yêu quý thơ ông, một người may mắn có thể gửi lời biết ơn dòng thơ tuyệt vời của ông qua những nốt nhạc giản dị, chân tình. Thập niên 1960, có lẽ không có cô cậu học sinh, sinh viên nào mà không từng mơ mộng về thành Ba Lê, là kinh đô ánh sáng, xứ sở của tình yêu. Chính những văn nghệ sĩ từng du học ở Pháp trở về như Nguyên Sa, Phạm Duy hay Cung Trầm Tưởng đã mang hơi thở, mang không khí của Paris về xứ Việt. Và yếu tố tình yêu của Paris đã gắn liền với những mộng mơ của giới trí thức Sài Gòn khi đó. Qua những bài thơ, bài nhạc nổi tiếng, họ đã chép thơ Nguyên Sa để tặng nhau, thay cho lời tỏ tình. Thơ của ông đầy ắp trong những cuốn lưu bút tuổi học trò, có lẽ không thi sĩ nào mô tả tà áo của nữ sinh hay hơn Nguyên Sa trong bốn câu thơ. Có phải em mang trên áo bay hai phần gió thổi, một phần mây, hay là em gói mây trong áo rồi thở cho làn áo trắng bay? Cô nàng tuổi 13 trong bài thơ này tên là Trịnh Thúy Nga, cùng quê ở Hà Nội với Nguyên Sa, và họ gặp gỡ nhau tại Pháp. Nga cũng là người đã biến chàng thư sinh Trần Bích Lan trở thành thi sĩ Nguyên Sa. Trời hôm ấy 15 hay 18, tuổi cô nàng tôi nhớ chỉ 13, tôi phải phang lơn, ngoan nhé đừng ngờ, tôi phải dỗ như là tôi đã lớn. Họ cưới nhau chỉ vài ngày trước khi trở về nước. Hình ảnh Nga dần tràn ngập trong tất cả những bài thơ tình của Nguyên Sa. Ông đã làm một bài thơ có tựa đề duy nhất một chữ Nga, như là một món quà đến hôm, trích đoạn như sau: và em sẽ cười phải không em, em sẽ không buồn như một con chó ốm, như con mèo ngái ngủ trên tay anh, đôi mắt cá ươm như sắp sửa xe mình, để anh dần sau chả là nước biển. Bà Nga sau này trở thành một nữ giáo sư rất xinh đẹp của Sài Gòn và được kính trọng. Trong hồi ký Nguyên Sa, ông đã kể về cuộc tình của đời mình rất tự nhiên, như là hơi thở, như là cuộc sống của mình. Họ kết hôn vào ngày 17 tháng 12 năm 1955 và họ phải về nước trước ngày Giáng sinh, nên phải làm một đám cưới gấp gáp để hồi hương thuận tiện. Một đám cưới mà họ không có tiền để thực hiện linh đình, đúng kiểu ngày trọng đại như bao người. Đám cưới Nguyên Sa mặc chiếc quần jean quen thuộc của hàng ngày, còn Nga mặc bộ đồ mới. Ông viết trong hồi ký nói rằng đó là món quà cưới duy nhất mà họ phải đi nhiều ngày, mũi dán vào cửa kính bao nhiêu lần để làm những phép cộng trừ nhân chia mệt nghỉ mới mua được, khi còn phải cân nhắc những chi phí để hồi hương, để bắt đầu cuộc sống ở quê nhà. Lễ cưới của họ tối giản nhất có thể để cắt giảm tối đa chi phí. Sau phần nghi lễ diễn ra cắt tóc, đôi vợ chồng mới đã rời bỏ đại sảnh ngay và cùng bạn bè thân kéo nhau vào quán làm ly cà phê. Nguyên Sa nói rằng những nghi thức trùm đà trong lễ cưới không cần thiết, mà tình yêu mới là chính yếu. Hôn lễ chỉ là cái phụ thuộc nó. Hôn nhân không làm thành tình yêu, cũng không phải là biểu tượng của tình yêu. Tình yêu mới là chính, những nụ hôn trao nhau mới là chính. Và họ đã như vậy trong suốt một hôn nhân hạnh phúc. Cuộc hôn nhân bắt đầu bằng một lễ cưới, không những đeo tay, không thiệt không bánh,
nhưng đó là cuộc hôn nhân mơ ước của biết bao nhiêu người trên đời này. Năm 1966, Nguyên Sa nhập ngũ và tốt nghiệp trường sĩ quan trường bị Thủ Đức khóa 24, phục vụ trường quốc gia Nghĩa Tử từ năm 1967 đến năm 1975. Năm 1975, gia đình Nguyên Sa bỏ sang Pháp định cư và chỉ 3 năm sau thì chuyển sang Mỹ, ở cho đến khi ông qua đời vào ngày 18 tháng 4 năm 1998. Thời gian ở Pháp, ông cùng với nữ thi sĩ nổi tiếng Minh Đức, Hoài Trinh và nhà văn Trần Tam Tiệp vận động thành lập Trung tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Sang đến Hoa Kỳ, Nguyên Sa tiếp tục hoạt động văn học văn nghệ, làm chủ nhiệm và chủ bút tạp chí Đời, Phụ Nữ Việt Nam và Tuần Báo Dân Chúng. Ông cũng thành lập trung tâm băng nhạc mang tên Đời và đã phát hành được gần 30 băng nhạc. Ngày 18 tháng 4 năm 1998, thi sĩ Nguyên Sa trút về tờ cuối cùng bên người vợ tên Nga, đã cùng ông xây đắp cuộc tình thủy chung trọn vẹn suốt hơn 40 năm. Trong nghĩa trang thành phố Westminster, ngôi mộ của ông được bà tự tay chọn, nằm gần hồ nước và dưới một bóng cây mát rượi. Trên mặt mộ, bài thơ Sợi Tóc mà ông viết khi xưa được trang trọng nhắc lên, với những câu thơ tựa như những lời tâm nguyện và dự cảm của ông nay đã được thành toàn. Nằm chơi ở góc rừng này, chưa thiên thu cũng đã đầy cỏ hoang, xin em một sợi tóc vàng, làm hoa khởi sự cho ngàn kiếp sau. Bạn bè Nguyên Sa tới thăm mộ kể lại rằng, trên mộ Nguyên Sa, những đóa hoa cúc vàng bao giờ cũng thắm tươi, rực rỡ. Bởi khi còn sống, ông rất yêu hoa cúc. Những đóa cúc vàng đã theo vào thơ ông và trở thành bát tự. Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc. Áo nàng xanh, anh mến lá sân trường. Chuyện tình của nhà thơ Nguyên Sa. Qua lời kể của người vợ Tào Khang. Chuyện cùng Nga buồn như con chó ốm. 19 năm qua, từ ngày nhà thơ Nguyên Sa qua đời, ngày 18 tháng 4 năm 1998, những đóa cúc vàng trên mộ ông trong nghĩa trang ở thành phố Westminster vẫn vàng rực nhờ sự chăm sóc ân cần từ người vợ Thủy Chung, vợ nhà thơ Nguyên Sa, bà Trịnh Thúy Nga, người đi vào cõi thơ của Nguyên Sa, và những câu thơ mở đầu tiếu táo. Trên đời chắc chỉ có mình ông, nhà thơ Nguyên Sa viết thư thông báo đám cưới của mình bằng thơ, cũng chẳng có ai đặt tựa cho bài thơ báo hỷ, cọc lóc như ông. Chỉ vỏn vẹn một chữ Nga, tên người con gái ông lấy làm vợ. Thế mà người ta nhớ, có ai mà không nhớ thơ tình của Nguyên Sa và bà Nguyên Sa, Trịnh Thúy Nga. Luôn nhớ một câu chuyện chẳng thể nào cũ. Tháng Giêng, Mai Thảo đã qua, tháng Tư chợt nhớ Nguyên Sa, lại buồn. Năm 1952, sau khi hồi cư về Hà Nội, tôi được gia đình cho sang Pháp du học cùng với người anh họ, ông Lan, tên nhà thơ của Nguyên Sa, Trần Bích Lan. Qua trước 2 năm, ông thân sinh của ông ấy buôn bán lớn, sợ Việt Minh làm phiền nên cho ba người con lớn sang Pháp du học. Tôi quen em gái ông ấy ở Paris, tình cờ đến nhà chơi nên quen ông. Quen nhau tháng 12 năm 1952. Đến mùa hè năm 1953, ông làm bài thơ tỏ tình tặng bà. Cho đến giờ, chưa ai biết nội dung bài thơ đó như thế nào, vì bà muốn giữ kín cho riêng bà. Chỉ biết rằng trái tim cô nữ sinh tên Nga từ đó có một hình bóng mà cô luôn trân trọng nhớ về từ mùa hè năm đó. Bà hồi tưởng lại, hồi đó tôi còn trẻ, cũng chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ là học thi đầu xong rồi về, phải là học xong cho sớm, chứ đời sống bên Pháp đắt đỏ lắm. Cũng trong năm 1953, cụ thân sinh ông Lan mất ở Hà Nội, ông ấy phải ngưng học, về nước để giúp đỡ gia đình. Lúc đó chúng tôi yêu nhau rồi, ông ấy cũng muốn dỗ dành tôi về Việt Nam chung, nhưng tôi còn ham học cao lên, tuổi trẻ mà, ai cũng có giấc mơ lớn, và tôi cũng muốn thực hiện ước mơ của mình. Cuộc chia tay này là nguyên nhân bài thơ Paris có gì lạ không em, ra đời trong nỗi nhớ khắc khoải của ông. Paris có gì lạ không em, mai anh về em có còn ngoan, mùa xuân hoa lá phương đầy ngõ, em có tìm anh trong cánh chim. Paris có gì lạ không em, mai anh về mắt vẫn lánh đen, vẫn hỏi lòng mình là hương cốm, chả biết tay ai làm lá sen. Câu hỏi cuối ông gửi lại bà trong sự chờ đợi, thay cho câu hỏi em có bằng lòng làm vợ anh không, để rồi 2 năm sau gặp lại nhau ở Paris. Khi bà khẽ gật đầu ưng thuận làm lá sen suốt cuộc đời cho ông, thì ông mới viết bài thơ đính hôn thay cho thiệp báo hỷ gửi cho gia đình bạn hữu trong niềm vui sướng tột độ. Chúng mình lấy nhau cần gì phải ai hỏi, cả anh cũng không cần phải hỏi anh, có bằng lòng lấy em vì anh đã trả lời anh cũng như em trả lời em, và cũng nghẹn ngào nước mắt. Bà Nga nhớ lại, sinh viên tụi tôi ở lại Pháp sau hiệp định Geneva chia đôi đất nước, gia đình lo tản cư vào Nam nên đâu có gửi tiền qua được. Chúng tôi ra tòa đốc lý Paris ký giấy hôn thú, bạn bè theo đông lắm, xong kéo nhau ra quán cà phê đối diện uống cà phê ăn bánh, bạn bè chung tiền trả tiền cho cô dâu chú rể, thế thôi.
đám cưới sinh viên Việt Nam nghèo ở Kinh Đô Ánh Sáng diễn ra như thế. Chú rể chẳng mặc lễ phục, cô dâu không có áo cưới, mà ngay cả nhẫn cưới họ cũng chẳng mua được. Nhưng có sao đâu, vì ông trao cho bà những thứ quý hơn nhẫn cưới. Người ta làm thế nào cấm được chúng mình yêu nhau? Nếu anh không có tiền mua nhẫn đeo tay, anh sẽ hôn đền em, và anh bảo em soi gương, môi anh tròn lắm cơ, tròn hơn cả chữ O, tròn hơn cả chiếc nhẫn, tròn hơn cả hai chiếc nhẫn đeo tay. 19 năm ông ra đi, chữ O tròn trên má vẫn chẳng phai nhòa, vì với bà, ông chẳng bao giờ đi xa cả, mà chỉ chuyển chỗ từ ngôi nhà ở thành phố Avin đến nơi đầy nắng và gió ở thành phố Westminster. Đối với tôi thì lúc nào ông cũng quanh quẩn đâu đây, trong cái nhà này. Tôi ở trong nhà hay đi bất cứ con đường nào đều thấy hình bóng ông ở bên cạnh tôi hết, bà Nga nói. Nhà thơ Ngọc Hoài Phương cho biết, lúc sinh thời Nguyên Sa rất thích hoa cúc vàng, như câu thơ của bài Áo Lụa Hòa Đông của ông: áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, nên bà Nga chỉ mang hoa cúc ra mộ ông thôi. Nếu để ý sẽ thấy hoa cúc vàng trên mộ nhà thơ Nguyên Sa không bao giờ tàn hay héo cả, vì được bà Nga chăm sóc rất kỹ. Hoa sắp héo sẽ được bà thay bằng hoa mới, nhà thơ Ngọc Hoài Phương cho biết. Hôm gặp bà ở mộ ông, bà cho hay ông ấy không bao giờ nghĩ đến cái chết hay mình được chôn cất ở đâu cả. Khi ông ấy mất, tôi ra đây xem rồi chọn cho ông chỗ này, nó gần hồ nước, lại dưới một bóng cây. Lúc trước trông vắng vẻ, giờ trông ấm cúng vì chung quanh ông có rất nhiều bạn bè. Hồi nhà tôi mới mất, ngày nào tôi cũng ra đây sửa bông, cắt cỏ. Giờ thì lớn tuổi rồi, thì một tuần tôi ra thăm ông ấy hai lần. Nhiều khi bực mình với ông ấy, cũng ra đây nói cho ông ấy biết. Hồi ông Lan còn sống, tôi rất ít tiếp xúc với bạn ông ấy lắm. Nhưng từ hồi ông ấy ra đây, tôi được gặp nhiều người thăm ông, an ủi nâng đỡ tôi. Tôi nhớ ông Đỗ Ngọc Yến. Hồi đó, cứ có ai từ xa đến Little Sài Gòn muốn gặp tôi, thì ông ấy cứ nói, cứ ra thăm mộ Nguyên Sa, thì gặp bà Nga. Cho nên ở đây tôi được gặp nhiều người lắm, kể cả bạn cũ ở Việt Nam sang chơi. Cuối năm còn có người hẹn tôi ra đây cho cá kho, dưa chua nữa. Điều trùng hợp là sự lựa chọn nơi yên nghỉ cho ông lại chính là nơi ông từng mơ ước được về qua câu thơ của ông, được bà khắc trên mộ: nằm chơi ở góc rừng này, chưa thiên thu cũng đã đầy cỏ hoang. Xin em một sợ tóc vàng, làm hoa khởi sự cho ngàn kiếp sau. Biết đâu thảm mộc bớt đau, biết đâu có bạn kinh cầu dâng lên. Chẳng biết như thế nào, nhưng trong thế giới thật này, Nga buồn như con chó ốm, tiếp tục dùng đôi tay làm lá sen, phủ kín hương cốm Nguyên Sa cho đến tận cùng.